Cả nhà ơi, chào cả nhà cuối tuần vui vẻ. Cả nhà ơi, em chúc cả nhà lúc nào cũng nhiều sức khỏe. Thì hôm nay là cuối tuần, mẹ chồng em sẽ đi gặp bạn, còn ba chồng thì sẽ đi bệnh viện nha cả nhà. Thứ hai thứ sáu là ba chồng sẽ đi bệnh viện, còn thứ sáu cuối tuần thì mẹ sẽ đi gặp bạn. Xong rồi thì em và ông xã sẽ đi đi Conan xem những cái mẫu ghế á cả nhà, coi ghế nào cho mẹ đừng bị đau lưng á cả nhà. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi. Bây giờ gia đình em sẽ đi nha cả nhà. Thì em sẽ quay cho cả nhà xem Conan có những cái đồ vật dụng gì. Và sẵn tiện mình sẽ đi siêu thị mua thức ăn luôn nha cả nhà. Hôm nay là ngày các bạn đi chơi cả nhà. Các bạn sinh viên ở đại học á. Đi cắm trại á. Rất là nhiều. Mẹ ơi, bây giờ đưa mẹ đi đi ra xe lửa rồi, xong rồi bây giờ mình sẽ đi siêu thị Conan nha cả nhà. Hôm nay là thứ sáu. Có nhiều các bạn mà học đại học đi giả ngoại á cả nhà, rất là nhiều nha cả nhà. Giống như ở Việt Nam mình, đứa thì đem nồi, đứa thì đem thùng đựng nước đá đồ theo. Thế đi cắm trại á cả nhà. Đi cắm trại là không phải là ở trường học, mà đi ở giống như là đi một cái khu trên gừng đồ đó cả nhà. Đi dã ngoại á, gừng đồ đó. Rất là vui. Đang đèn xanh nhưng mà mình muốn quẹo phải là mình phải chờ, chứ mình không được quẹo nha cả nhà. Tại vì người ta đi đường thẳng, đường thẳng thì người ta sẽ được chạy, còn mình quẹo thì mình phải chờ. Quá trời xe luôn, đang chờ ngay chặng mà ra xe lửa. Xe lửa đang chạy đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi nha cả nhà. Mình sẽ đi siêu thị Conan. Hôm nay trời rất là đẹp nha cả nhà. Trời không mưa. 27 độ, 27 độ hay sao? 20 độ. 20 độ. Lạnh lạnh à. Mát cả nhà ơi. Đi mà nội chờ đèn đỏ không cũng mất thời gian. Sáng ba đi bệnh viện, mẹ đi gặp bạn nha cả nhà. Hai vợ chồng em thì sẽ đi chợ. Hôm nay cuối tuần thứ sáu, mẹ chồng em đi gặp bạn. Bạn là Tomodachi à? Ao Tomodachi à? Đây, bây giờ mình sẽ vô Conan nha cả nhà. Conan Yoshin. Mỗi lần vô đây là em mua đồ là ông xã em chóng mặt.
Tại vì nhìn cái gì cũng đẹp, cái gì cũng mua. Đi riết mà không sợ luôn cái. Canore. Rồi bây giờ tới những cái nhà ở đây là bán một bên thì bán nông nghiệp. Bên đây bán nông nghiệp là bông hoa. Yêu thư khâu Hana. Chitmate Ikimat nè. Giờ mình sẽ xuống xe nha cả nhà. Đi xuống lẹ lẹ để ổng đóng cửa lại, cái xe nó có điện. Bữa nào nó cũng giật em hết. Đi vô đây. Đi vô đây xem. Ông xem coi cái thuốc nào để trị bệnh cái lá cà chua của em nó bị, nó bị xoắn lá lại cả nhà, em không biết bị gì. Tomato của Thư thế nào? Cắt bỏ hả? Tomato các bạn Genki đẹp nè, xem. Genki. Kitty đẹp nè. Cây cà chua nè, nó lớn bành ký luôn cả nhà ơi. Cái này hả? Đây nè, ở đây có bán đất nè cả nhà. Đất để trồng cái này là tomato. Cà chua. Rồi dâu, rồi rau cải, nó sẽ phân loại ra để trồng gì nha cả nhà. Nhưng mà là chỗ này nó hôi quá cả nhà. Ông xã em đang coi đá đó cả nhà. Đá ba cái sỏi á. Người Nhật rất là thích rải sỏi ở xung quanh nhà nha cả nhà. Nhà em là không có gì ngoài sỏi hết. Phía trước sỏi, bên hông đá sỏi. Rải đều hết. Đá đen này cũng đẹp nữa nè. Cái này cũng kia đi đẹp nè. Cái này. Ở đây cái này à? Ồ, ở nhà là đang gãi đá này nè cả nhà. Bây giờ ổng tính mua thêm, bạn gãi thêm. Đá sỏi rất là nhiều nha. Ở bên đây xem phân. Mua một bao đất nữa hả? Mua bao đất nữa. Cây cà chua nãy nhìn thấy tốt ghê rồi cả nhà. Thư muốn khâu Ichihoa hả? Thế nào? Thư khâu Ichihoa về râm. Râm của Thư á. Thế nào, ok cả. Itosan. Thế muốn khâu Ichihoa này ok cả. Hoa này là no bị sinh ư. Cái này là được chăm sóc mà. Ok đặt cả. Rất là nhiều nha cả nhà. 14 tháng 5 2 14 tháng 5 là ngày của mẹ ở Nhật Bản đó cả nhà. Cho nên tất cả mọi người đều chuẩn bị hoa nè. Nhưng mà ở nhà thì ông xã em đã mua rồi cho mẹ một cái hoa này rồi nè cả nhà, tặng rồi á. Bây giờ em muốn mua một chậu hoa.
để về nhà em để ngay phòng của em. Quá đẹp. Kitty đẹp. Quá đẹp nhưng mà không biết lấy cái nào. Cái này 300. Ồ, cái này mắc quá. Cái này tới 500 một ấy nha cả nhà. Nhà hoa này là có người đặt hết rồi nè cả nhà. Đẹp. Đi xem. Đi vô đây là cái gì cũng muốn mua hết. Mà mấy cái ly đẹp quá. Mà em đã mua rồi hết rồi cả nhà ơi, bây giờ không có mua nữa nha cả nhà. Hôm nay ông xã đi xem. Xem mấy cái ghế. Sit down. Mẹ sit down. Ồ, mẹ sit down hả? Cái này hả? Thế nào? Một cái ghế cho mẹ sit down. Cho mẹ ngồi cả nhà. Tại vì cổ. Cái này ok được cơ. Một cái là một gần 2 triệu nha cả nhà. Ok đẹp đó. Very good. Mua cái ghế cho mẹ ngồi thoải mái. Bằng may nha cả nhà. Mô Phật. Ngồi nó say luôn đó cả nhà. Rất là im. Cái chỗ này nè nó không có cong cái lưng. Ngồi sẽ không cong lưng. Ê, đi lại đằng này xem ghế ở phía dưới. Để ông xã em đặt đó cả nhà, đặt nữa nó đem lại tới nhà giao luôn. Thế nào ok được cơ? Ok. Nói chuyện với mẹ hả? Cái này khoảng 1,5 triệu nha cả nhà. Cái này phân chửi một cái. Đồ nội thất rất là nhiều nha. Nè. Ông thử nữa đó. Mấy cái này nè cả nhà rất là im luôn. Để làm kệ tủ nè, kệ mà này kệ kia là rất là im nha cả nhà, gáp lại. Tất cả bằng inox hết. Bằng inox toàn bộ. Cầm là nặng chịch luôn nha cả nhà. Ông xã em mới mua thêm một cái nữa đặng để mền mùng á cả nhà. Rất là chắc chắn luôn. Tại vì bằng inox không à. Rất là bóng hay. Ông kêu đi. Và một cái kệ để để cái lò nướng với cái lò hấp hâm nóng lại cả nhà. Nhìn nó rất là đẹp và gọn. Toàn bộ là inox 100%. Không có pha nha cả nhà. Tại vì mình cầm lên mình biết nó nặng chùi chùi. Ở đây là đồ chơi của trẻ em nè. Mấy cây súng nước nè. Xem coi ở đây cũng có bán đồ đi khám trại đồ nữa nè. Mấy cái miếng trải nè. Mấy cái ba lô. Áo này thế nào.
đây là bán ổ khóa, ổ khóa xe đạp và mấy cái giỏ. Nè mấy cái ổ khóa nè cả nhà. Ổ khóa nhìn rất đẹp nha. Hai màu trắng hả? À? Ok. Cái đi đẹp nè. Khâu rồi hả? Khâu chưa? Khâu rồi. Hả? Ờ, đây số hả? Kịp 2. Mấy cái ổ khóa nhìn rất đẹp cả nhà. Ổ xe đạp nữa nè cả nhà. Mấy mẫu xe này ba bánh dành cho những người mà khuyết tật nè cả nhà. Xe đạp luôn. Nhìn rất đẹp nha. Mấy chiếc này rẻ cả nhà. Nhìn mẫu rất đẹp luôn nè. Chiếc này để coi. Chiếc này là 5 triệu nè cả nhà. Mấy cái mẫu. Mẫu màu xanh với mẫu màu đen nè. Hai mẫu này đẹp. Có thể là bẻ cái này lại được luôn. Nó lắp ráp lại đó cả nhà. Lắp ráp lại luôn. Nhà chỗ này nè. Có thể mở ra được luôn. Vô bên đây. Đội cho em nè cả nhà. Coi nón. Nón là bé Bì à. Đây xe đạp nè. Ở trong đây thì xe đạp nó rẻ hơn ở ngoài tiệm ông xã em mua. Ở trong đây thì xe đạp khoảng có 5 triệu 4 triệu 5 triệu 4 triệu một chiếc nha cả nhà. Giờ mình đi qua bên siêu thị bên kia mình coi đặng mình mua đồ ăn cả nhà. Còn bên đây là Conan là tiện lợi. Tiện lợi là mua những cái đồ dùng á. Vật dụng. Giờ sẽ đi ra. Ra phía ngoài này nè, coi mấy con chó nè. Đây em cho cả nhà coi mấy con chó nè. Thấy thương. Đây mấy con chó đây. Itosan chút mắt tê. Mấy con mèo nè. Ồ. 14. Con mèo này là 2,5 triệu nha cả nhà. Ồ. Con chó này là 19 triệu à. Con chó này 19 triệu nha cả nhà. Hay. Yusen. Ồ. Còn con này thì cũng 19 triệu luôn. Ồ. Ồ, con này tới 30 mấy triệu nha cả nhà. Nè. Con này 30 mấy triệu lận đó. Còn con nhỏ nhỏ này là bao nhiêu? Ồ, con nhỏ nhỏ này cũng 30 mấy triệu nè cả nhà ơi. 238 là 20 mấy triệu nha cả nhà. Nè. Nhìn cái mặt ảnh nhỏ xíu luôn. Còn con bên đây là con cáo nè. Nhìn mặt nó cáo không? Con này 10 mấy triệu. 188. Con nó 18 triệu. 18-19 triệu. Ui. Nico ghen kỳ địch cơ. Con mắt nó xanh dờn luôn. Con này bố có người đặt rồi nè.
mà không thấy để giá. Mắc ghê không cả nhà. Nó nhìn em kìa. Quen không? Thôi giờ mình ra nha cả nhà. Bắp cải ở Ye có hả? Giờ sẽ đi xem coi mua đồ ăn nha cả nhà. Banana, một chuối, chuối của Việt Nam á cả nhà. Có dưa hấu nữa nè mà không dám mua cả nhà ơi. Ừ. Chết là dưa hấu đó, sợ nó lạc đó. Dưa hấu Nhật Bản nó lạc như nước miếng. Mua giá nè nha cả nhà, bữa nay hình như chắc ăn lẩu ha, xào. Thế nào, đây cá biển nè cả nhà, tôm nè, đây tôm của nè Betona. Đây cá này ăn sống nè cả nhà, hôm nay cá tươi không nè cả nhà ơi, nè cá tươi hói luôn, cá này mới đem lên đó. Ngon quá à. Cá tươi á, chiên ăn rất là ngon nha cả nhà. Da xài à? Hôm nay mua rau nhiều nha cả nhà. Ông xã em rất thích ăn rau. Ủa, cá chiên à. Chủ yếu là mua rau là nhiều nhất. Rau xào rồi xà lách. Thư ăn gì hả? Xem mà ăn cái này đẹp coi. Không biết ăn gì luôn. Chắc ăn cơm này quá. Bento. Mình sẽ ăn bento nha cả nhà. Em sẽ mua cái này. Ok, sẽ lấy cái này. Bento cái lịch có. Cơm cá hồi nè cả nhà. Xúc xích nè. Có đầy đủ nè. Ông xã em sẽ xem bò. Chắc hôm nay bò xào với rau. Bò Nhật Bản rất là ngon nha cả nhà. Rồi hôm nay bò xào với rau. Ăn lấy sức này chứ đâu, lỗng tối quằn tôi này chứ đâu. Mỗi lần ăn bò là tôi biết rồi. Rồi cái này cũng ngon nữa nè. Ồ. Thế nào. Ừ. Mua hai cái luôn cả nhà. Hai cái chắc mua cho mẹ quá. Hôm nay cuối tuần ngày thứ sáu, ta đi chợ nhiều. Trứng một dĩ này đã coi tầm 40.000 nha cả nhà. Trứng gà rất là sạch luôn nè cả nhà, không có một miếng bợn luôn. Cái này là trứng gà chứ không phải trứng vịt nha cả nhà. Thấy màu trắng mà tưởng như trứng vịt chứ không phải, đó là trứng gà. Natto.
cái này là ăn rất là ngon cả nhà, xào xào chung với bò ăn rất là ngon. Cái này là con gia cư ima ie nato nai à. Cái này là sữa nè cả nhà, sữa có rau ở trong luôn. Mỗi buổi sáng là ông xã em sẽ pha cho em một ly sữa. Ly sữa có rau ở trong rất là ngon nha cả nhà uống. Kế tiếp thì đại ca sẽ mua sake nha cả nhà. Đó. Bây giờ sẽ đi ra tính tiền nha cả nhà. Đi tính tiền xong rồi về em phải chăm sóc rau nữa cả nhà. Chăm sóc cái vườn rau của em. Mua bánh mì này cho ba chồng. Ba chồng ngày nào cũng ăn bánh mì hết. Ăn bộ không ngán hay gì á. Buổi trưa nào cũng ăn bánh mì với trứng gà. Quanh năm luôn nha cả nhà, không ăn cơm. Giờ sẽ tính tiền nha cả nhà. Tính tiền, người ta sẽ sang qua một cái gỗ, sang qua cái gỗ xong bắt đầu để lên cái xe. Đó, đang tính, bắt đầu ông xã của em sẽ cà cái thẻ xong rồi đem qua bên kia lấy mấy cái bọc đó bỏ thức ăn vô nha cả nhà. Ok. Hai, arigato gozaimasu. Đấy, bây giờ anh sẽ bỏ vô. Đây, sắp lại. Đi siêu thị lúc nào cũng phải đem cái bọc vỏ đồ theo riêng nha cả nhà. Xong rồi bắt đầu mình lấy cái này nè, mình để vô đặng về đặng có rác mình bỏ rác vô đây luôn. Rồi cái bọc này là của mình đem theo nha cả nhà. Ok, hai. Rồi bây giờ về nha cả nhà. Đây ông xã em sẽ bỏ lên xe. Xong rồi cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ đi về nhà nha cả nhà. Hôm nay cuối tuần thứ 6 đông người á. Nhiều ha. Ôi đẹp ha. Sake. 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 Đi đường này luôn cả nhà. No đi cop à. Tính đi thì thêm một cái siêu thị nữa mà thôi về cả nhà. Ba chuẩn bị về. Hay. Đi chợ nhanh về nhà cả nhà. Tại vì hôm nay là 10:30. Jiu San. Jiu Ji San Jiu Fun. Oto San Bioi. Ie ikimasu. Yoin kara kaerimasu. Yoin kara kaerimasu. Ie kaerimasu. Ie ni kaerimasu. Đi về đường này xa muốn chết. Đây quẹo qua. Quẹo qua nghe cả nhà. Bắt đầu đi lên đây là đường gầy xe lửa nha cả nhà. Thế nào? Ok được cả. Được phép đi nha cả nhà.
Ok, em sẽ xuống và em sẽ mở hàng rào trong xã em hả? Cái nhà ơi, bây giờ mình đã về nhà rồi nha cả nhà. Cái này ông xã em đã hâm nóng lại rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ ăn nha cả nhà. Mời cả nhà ăn với em. Xin vô là bún. Cá hồi nè cả nhà, cá hồi chiên. Rất là ngon. Em và chồng em về cả nhà. Ông xã em làm đồ ăn cho ông và chồng em ăn xong à. Xúc xích ở Nhật Bản rất là ngon. Cắn một cái là nó có một cái bụp. Rất là ngon. Hôm nay em xem ba cái cà chua của em á cả nhà bị sắn lá á cả nhà. Lá nó bị quéo lại là em không biết bị cái gì. Cho nên ông xã em cắt lá bỏ. Còn ở phía trên. Chứ hôm nay là hạt dâu tây của em nó nảy mầm rất là nhiều cả nhà. Em chăm hoài hôm nay. Em dở ra em thấy á, nó nảy mầm mà thấy vui thế sao. Em sẽ dưỡng dưỡng nó cao cao lên. Nói với chồng em đi mua đất của dâu tây á. Ăn để dâu tây vô. Tại vì ở Nhật Bản là nó có nhiều loại đất nha cả nhà. Đất để trồng cà, đất trồng dâu, đất trồng kiển. Phân loại ra cả nhà. Cá hồi chiên rất ngon. Ý tôi xanh ăn rồi hả? Ông xã em ăn rồi cả nhà. Hồi nãy mua 2 hộp. Vừa ăn mà vừa ngắm ở phía ngoài luôn nha cả nhà. Rất là lý tưởng. Em kêu ông xã em mua cái bàn để em ngồi em ăn giống như ở Việt Nam. Cái ngồi ở dưới mệt quá. Ở phía trước cho cả nhà xem. Nè, ở phía trước gãy đá nè cả nhà. Gãy đá rất là nhiều nha. Hàng rào luôn. Cây. Tháng 5 này là cây rất là xanh tốt. Tới tháng 11, 12 là cây nó rụng hết nè. Cả nhà ơi, bây giờ em đã ăn xong rồi nha cả nhà. Thì bây giờ em ăn xong rồi thì em sẽ dẹp cái này. Và em sẽ quay cái toilet với bồn tắm đồ ở trong nhà cho cả nhà xem. Tại vì có những chị á, mấy bà chị em á, có gọi điện nói Thư ơi, quay cái toilet ở Nhật Bản cho chị xem thế nào. Toilet Nhật Bản chứ mà bồn tắm nữa. Thì đấy, bây giờ em sẽ dẹp rồi em sẽ đi quay cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà ơi, thì bây giờ em sẽ quay cái toilet cho cả nhà xem nha cả nhà. Đây toilet ở nhà đây. Có hai chậu kiển. Rất là sạch nha cả nhà. Ngày nào em cũng lau chùi sạch sẽ hết, tại vì ba mẹ với chồng em rất là kỹ. Và cái này nè là dành để cho phụ nữ mà đi CC á rửa. Mình không cần rửa luôn. Rồi khi nào mà đi ị á
thì bấm nút này nha cả nhà, còn đi CC thì bấm nút này nha. Xong rồi, stop. Lúc này dừng. Và xong rồi, xả, bấm nút xả luôn nha cả nhà. Có giấy ở đây, rửa, nó sẽ tự rửa cho mình. Xong rồi mình lấy giấy, mình chỉ cần lau chùi cho sạch sẽ thôi nha cả nhà. Hai cái kiện em đã vô đất cho ba mẹ xong rồi nè. Rồi bây giờ kế tiếp sẽ bồn rửa mặt nha cả nhà. Rồi qua đây là đây rửa mặt. Rửa mặt nha cả nhà, rửa mặt súc miệng. Trước khi vô nhà là phải vô toilet trước. Rồi ở đây là bồn tắm này nha cả nhà. Đây bồn tắm. Bồn tắm cũng rất là đẹp luôn. Tất cả đều màu trắng hết nha cả nhà. Cái phòng ở trên, cái này là bằng mica cả nhà ơi, bằng mica. Mấy cái này tại vì ba mẹ lớn tuổi rồi phải dùng những cái cây này để nắm. Nắm đặng kéo lên ngồi vậy. Nước nóng, tất cả đều nước nóng nha cả nhà, xài nước nóng không. Đây cái cửa. Cửa lùa luôn nha cả nhà. Đây cái này là đi ra phía trước nè. Trước khi đi vô thì phải mở cửa. Mở cửa vô và xong rồi là rửa tay nha cả nhà, rồi đi toilet vệ sinh. Toilet vệ sinh đồ đó. Đó là đi vô là toilet vệ sinh đó. Là đi vô là đụng toilet vệ sinh trước hoặc đọc mới đi vô phòng. Cho nên mình đi vô mình phải rửa rồi cho sạch nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ cho cả nhà xem là hôm nay dâu tây của em. Ôi dù nắng quá nắng rồi. Nè đậu bắp của em nè nó lên nè nè cả nhà. Còn này mấy cái củ của cải nè. Ớt. Và rau kêu bằng này cải bó xôi á cả nhà, kêu bằng rau chân vịt đó. Đây mấy củ cải mầm nó lên quá trời luôn, bây giờ em không biết làm sao nữa, mua nữa ổng la. Đây ngò gí hôm nay nó lên rồi nè. Đây dâu tây của em hôm nay nè cả nhà ơi, thấy thương thấy sợ. Nó nảy mầm nhóc hết trơn nè cả nhà. Em sợ nó không nảy mầm. Nhưng mà hôm nay nó đã nảy mầm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây rồi đó cả nhà. Mừng ghê. Còn này là sao nè cả nhà. Ở Việt Nam mình thường thường mua sao để bới đầu rồi đó. Bi chứ lộn, cái này là bi. Còn cái này hôm nay nó cũng đã nảy mầm nhiều rồi nè. Còn cái này là những cái kêu bằng gì mà tròn tròn bông mà trắng trắng như giống như tiết vậy đó. Cái mình thổi cái nó bay từng cái cánh nhỏ 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 đó cả nhà. Giờ là em đang ươm nè. Bên đây cải. Cải mầm nó đang lên đó cả nhà. Ủa hôm nay tốt ghê luôn. Đây cà chua của em. Mấy ngày trước cả nhà ơi nó rất là ok nha. Nó xanh mướt luôn, tự nhiên cái 3-4 ngày cái đầu cái lá nó bị ấy hết. Nó bị giòn lá, nó bị hư á. Nè ông xã em mới cắt bỏ nè. Bây giờ em đem vô. Trong đây em không cho ra ngoài nắng nữa. Cả nhà. Cả nhà ơi bây giờ clip của em đến đây cũng đã xong. Bây giờ em xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nha. Bye bye.